xuyên việc bị nhân vật phản diện hệ thống thoải mái sản văn nam chính vốn chỉ là một sinh viên đại học ở lam tinh mỗi ngày không có việc gì đọc tiểu thuyết kết quả có một ngày đột nhiên bị sét đánh bên trong xuyên qua đến một cái huyền huyển thế giới bên này thế giới cũng không thái bình nam chủ ngoại ý muốn đạt được siêu cấp vô địch nhân vật phản diện hệ thống len keng chúc mừng chủ ký sinh đạt được hào quang mị lực thần cấp khiêm tốn là không thể khiêm tốn cả đời này cũng không thể khiêm tốn ai có thể nghĩ đến thiên mệnh nhân vật chính liền ngủ ở chính mình cách vách. Cái này nhất định phải để cho hắn cảm thụ một chút xã hội hiểm ác. Làm trưởng môn đại sư huynh, cho ngươi một chút chiếu cố đặc thù cũng không quá đáng chứ. Ai có thể nghĩ đến, từ một cái danh không kinh truyền tiểu tông môn đi ra người, ngày sau lại có thể trở thành nhất phương bá chủ. Xem hắn là như thế nào tu luyện thành công vạn cổ tiện đạo, leo lên võ đạo đỉnh phong. Chương 1 ta là nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tông môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thời gian quản lý đại sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Trò hay mở màn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cô Cao Thiếu Niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đột phá kim đan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Diệp phong cái chết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Anh hùng cứu mỹ nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thật nhuận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Trước mặt người khác hiển thánh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét